Tre già măng mọc có gì lạ đâu. Nhưng mà lạ lắm, ở núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang có một giống tre to khỏe cho những búp măng trắng trẻo ngọt ngào và cực kỳ hợp khẩu vị của thực khách gần xa, đó là tre Mạnh Tông. Ai mà ngờ loại cây chỉ một qua ngày nào này trở thành đặc sản giúp bao gia đình tính chuyện kinh tế vươn lên khấm khá. Núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang có độ dốc ít, nền đất pha cát ở lớp mặt giàu chất dinh dưỡng, khí hậu ôn hòa quanh năm. Nhờ vậy, nông sản thì mang hương vị đặc sệt núi rừng, chẳng nơi nào có được, trong đó có tre Mạnh Tông. Vườn tre 22 hectare của anh Nguyễn Thái Trọng được xem là khu chuyên canh trồng tre Mạnh Tông, lớn nhất nhì ở núi này. Với hơn 9.000 gốc măng, bình quân mỗi năm anh cung ứng ra thị trường trên 20 tấn măng. Tre Mạnh Tông của mình là thứ nhất nó dễ trồng hơn, thứ hai là năng suất nó cao hơn. Và cái thị hiếu của người tiêu dùng đó thì người ta cũng thích cái măng Mạnh Tông của mình hơn. Cái tre Mạnh Tông của mình thì mình xài luôn cái cây được. Còn cái điền trúc thì cây của nó với thịt nó rất là dở. Tre Mạnh Tông của mình thì mình làm giạc hoặc là mình làm các hàng thủ công mỹ nghệ rồi đó. Với lại mình làm đũa tre được. Còn cái tre điền trúc thì thịt của nó mềm nhẹ cho nên làm được. Theo anh Trọng, mỗi bụi tre cần cách nhau 4-5 mét và chừa một cây mẹ để sinh sản. Để đạt năng suất cao, nông dân thường lấy lá tre đã rụng ủ vào gốc để tăng độ ẩm cho cây. Đầu mùa, mỗi ngày các cơ sở trên địa bàn thu mua khoảng 1-2 tấn măng. Vào cao điểm có khi lên đến 5-7 tấn một ngày. Do số lượng ít nên giá măng tươi rất cao, từ 20.000 đến 25.000 đồng một ký. Sau 2-3 năm, cây tre bắt đầu cho măng, bình quân mỗi bụi cho ra cả 100 ký mỗi năm. Cơm áo gạo tiền của gia đình đều trông mong vào từng mục măng thế này. Măng tràn vào tầm mắt khách du lịch, gợi nên cảm giác thèm ăn. Người dân thì xách dao đi sắn chừng vài phút, đem măng vào lột vỏ chuẩn bị chế biến. Dễ ăn và ngon vậy cho nên thị trường lúc nào cũng đón nhận.